Chào các bạn, mình là admin của Zingplay. Ngay đầu tuần thứ 3 của sự kiện Khó Biển Xanh, chúng ta đã có rất nhiều khách hàng may mắn trúng được những giải thưởng lớn. Này, hãy cùng mình tiếp tục gọi điện cho họ và cùng xem phản ứng gọi như thế nào các bạn nhé. À vâng, em là anh Cường, em là admin của Zingplay và cũng là ban tổ chức của sự kiện Khó Biển Xanh. Anh Cường có thể cho em một chút vài lời giới thiệu với anh Cường không ạ? Anh đó thì ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 67, làm nghề tự do. Chị tên là Nguyễn Thị Yến Nhi, năm sinh của chị là 1987, địa chỉ chị đang sống là xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, chị kinh doanh xe máy á. Chị tên là Nhung, tên đầy đủ là Hoàng Kim Nhung, chị bán hàng tại nhà. Tên đổi là Quỳnh Tấn An, năm sinh là 1977, nghề nghiệp là trật tự đô thị. Anh Cường ơi, em gọi điện để chúc mừng anh, là anh là một trong những khách hàng rất may mắn của bọn em đã trúng giải thưởng là chiếc tai nghe AirPods 2 trong sự kiện Khó Biển Xanh. Kể cảm xúc của chị như thế nào chị? Ôi, rất vui. Vì nghĩ là nó đắt tiền mà mình chả bao giờ mình nghĩ mình mua. Bây giờ tự nhiên lại được thưởng. Dạ, vừa rồi thấy có một số cái event mình chơi, mình thấy nó có thể trúng được cho nên mình chơi thêm nữa để trúng. Nó vui vui, nó may mắn. Chị là một trong những khách hàng rất may mắn của bọn em đã trúng cái TV Smart TV 50 inch. Cảm xúc của anh như thế nào khi mà anh nhận được thông tin rằng mình người trúng thưởng này? Vui lắm, bất ngờ và vui. Chơi vui mà trúng thiệt mừng, chứ bộ 50 inch to lắm. Tới cũng không được luôn, sợ là không chơi thôi mà không phải như vậy, ai ngờ đâu. Sáng có công ty gọi điện mà giờ tin 100% rồi đó. Chị Dung ơi, cho em hỏi thêm chút là chị đã chơi game Zingplay được bao lâu rồi chị nhỉ? 5-6 năm gì đấy. Chị chơi buổi trưa rảnh hoặc là trước khi đi ngủ. Tại lại là rảnh lúc nào chơi lúc đấy. Ở trong Zingplay mình chỉ chơi hai cái trò thôi là tá lả. Chị toàn chơi sâm. Ngồi có trong cửa hàng thì ngồi chơi vui vậy á. Em hỏi chị Dung đã dành thời gian cho em buổi chiều nay. Nếu bây giờ chị mà chơi tiếp, chị mà cào được phần quà tiếp thì vẫn được nhận. Đúng rồi ạ, tất nhiên vẫn được nhận ạ. Chị thấy chị còn thừa nhiều mảnh ghép lắm mà cái nào cũng thiếu một cái. Bên em sẽ tổng hợp lại các cái danh sách còn giải thưởng và sau khi sự kiện kết thúc thì bên em sẽ gửi quà cho chị nhá. Trời, ok. Chúc anh Cường sẽ có thể nhận được nhiều phần quà may mắn hơn trong tương lai. Em cảm ơn anh Cường, em chào anh ạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em, dễ thương lắm.